bếp ga gấp gọn du lịch Watashi. Sở hữu chiếc vỏ được làm bằng hợp kim chất lượng cao, có khả năng chịu lực tốt và nhiệt lượng cao với công suất max 2,6 kW. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng trong gia đình và mang theo đi dã ngoại. Chân cao su chống trượt, thích ứng trên mọi mặt phẳng. Kim được thiết kế răng cưa giúp chống trượt các vật dụng bếp. Nút vặn được bố trí ở mặt trước linh hoạt, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh độ lửa phù hợp với từng loại món ăn. Tạo nên những bữa ăn vô cùng ấm áp, kết nối mọi người đến gần nhau hơn. Bếp du lịch gấp gọn Watashi, dễ dàng mang theo, an toàn sử dụng.